chào mừng bạn đến với khóa học phân tích ngành của công ty cổ phần chứng khoán ssi thông qua khóa học này bạn sẽ hiểu được vai trò của phân tích ngành và việc áp dụng các mô hình phân tích ngành vào thực tế trong quá trình đầu tư với khóa học này chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu về hai nội dung chính như sau nội dung thứ nhất là tổng quan về phân tích ngành sẽ cung cấp các thông tin cơ bản như phân tích ngành là gì vai trò của phân tích ngành và bộ khung phân tích ngành ở nội dung thứ hai bạn sẽ được giới thiệu về một số mô hình phân tích ngành hay được sử dụng và các yếu tố vĩ mô tác động đến ngành. Đến với nội dung thứ nhất. Đầu tiên, một câu hỏi được đặt ra, phân tích ngành là gì? Theo khái niệm, phân tích ngành là quá trình nghiên cứu về các yếu tố như trạng thái cạnh tranh, quan hệ cung cầu, tiềm năng tăng trưởng hoặc các thay đổi liên quan đến công nghệ, chính sách, vân vân. Từ đó chúng ta có thể hiểu được bức tranh tổng thể về ngành và các doanh nghiệp trong ngành ở thời điểm hiện tại, cũng như đưa ra các dự báo tương lai về các yếu tố liên quan đến ngành và các doanh nghiệp trong ngành đó. Phân tích ngành có 3 vai trò vô cùng to lớn. Đầu tiên, phân tích ngành là một phần quan trọng của quá trình đánh giá về doanh nghiệp vì nó cho phép chúng ta hiểu được hoạt động của doanh nghiệp đó trong một bức tranh lớn. Với sự tác động của các yếu tố khác như đối thủ cạnh tranh, thay đổi pháp lý, thay đổi công nghệ, vân vân. Từ đó, phân tích ngành có thể đánh giá đúng hơn về năng lực hiện tại và tiềm năng phát triển của doanh nghiệp đang nghiên cứu. Ví dụ, việc phân tích ngành có thể giúp chúng ta trả lời các câu hỏi về ngành như sau. Giá thép trong thời gian tới sẽ tăng hay giảm? Cước tàu biển có tiếp tục duy trì ở mức cao như tại thời điểm tháng 9 năm 2021 trong 1-2 năm tới không? Giá dầu mỏ sẽ tăng hay duy trì quanh mức giá 65 đô la Mỹ một thùng như thời điểm hiện nay? Việc trả lời được các câu hỏi này sẽ giúp chúng ta có thể đưa ra các quyết định đầu tư hợp lý hơn vào các doanh nghiệp trong từng ngành. Và thứ ba, việc am hiểu về nhiều nhóm ngành cũng như đặc điểm của từng nhóm ngành trong mỗi chu kỳ kinh tế sẽ giúp chúng ta xác định được nhóm ngành nên đầu tư trong thời gian tới. Đây là một bộ khung mà chúng ta có thể tham khảo để hình dung về quá trình nghiên cứu một ngành. Có thể chia làm các bước như sau. Bước 1, nghiên cứu về các yếu tố nội tại của ngành, ví dụ như chu kỳ ngành, cấu trúc cạnh tranh của ngành, sự nhạy cảm của ngành với các chu kỳ kinh tế, các yếu tố liên quan đến nhà cung cấp và khách hàng, vân vân. Bước 2, nghiên cứu các yếu tố ngoại vi, ví dụ như nhân khẩu học, chính sách vĩ mô, thay đổi công nghệ, quan điểm của chính phủ, vân vân. Trong quá trình nghiên cứu, cần đặt ra các câu hỏi quan trọng cần trả lời. Các câu hỏi sẽ khác nhau cho từng ngành. Dưới đây là đề xuất một số câu hỏi chung như sau: ngành có dễ tham gia không nếu tham gia có dễ thách thức các công ty hiện tại không mức độ cô đặc của ngành như thế nào có một hoặc vài công ty nào nắm giữ phần lớn thị phần không công suất của ngành hiện nay và sắp tới như thế nào so với nhu cầu sắp tới có các dự án bổ sung công suất mới không thị phần ngành có tính ổn định không ngành đang ở đâu ở trong chu kỳ giá cả quan trọng như thế nào đối với quyết định mua hàng của khách sử dụng bộ khung và bộ câu hỏi chúng ta sẽ có một cái nhìn cụ thể hơn về tình hình hiện tại của ngành cũng như các công ty trong ngành